cái video cho nó mau. Hay quá. Lùi vào cho đội bàn đá. Hay quá. Đá ít bóng bổng thôi. Dọc luôn, dọc luôn, rút luôn. Bên kia đá được trần. Mới khởi động đồ mồ hôi thôi là nó nghỉ rồi. Chuyện này. Ôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chậm thôi, chậm thôi Kính ơi. Đạm quá chứ. Chậm thôi, chậm thôi. Anh
Đủ mà nẹt, nẹt căng luôn. Cả nước hôm nay mở màn ghê thật. Được rồi, ông thủ môn, được rồi. Ô, bực liêm đâu rồi? Chà. Liêm nóng đít về rồi. Rồi, con thì không để. Bài à, đá theo bài à. Đông. Trọng tài đi đâu mà đéo thấy bóng còi này. Quá lâu, quá lâu. Úi giời, phát lấy bóng đi cứu của anh. Cố làm sao vào. Đưa bóng này. Đánh đi. Đẩy người lên. Bắt tay anh, thôi anh ơi. Rồi, vào đây, va chạm căn gì đâu. Từ thôi. Ép luôn, ép thân luôn, ép thân từ đầu luôn. Mất bát cơm à? Tuấn này không? Đứng cạnh anh Dòm này. Bao nhiêu lần đã quy cái gì? Tuấn ơi. Quái là mắt nhát cái kia thường thiền thiền đấy đúng không? Bao lần thế? Cái gì đâu gì mắt lăng thế tay này cái nào có đâu thế luôn mà đâu nha. Một người về
Hey! Voi con biết bay. Chú voi con ở bản đồn chưa có ngà nên còn trẻ con. Thằng ơi, anh quay được mày rồi. Anh ơi. Đúng rồi. Voi con biết bay. 2-1 à? Đệ Văn Hậu đấy. Không kể lúc uổng lúc đẻ cho đi tập cái chuyện đó. Chú Bon, chú Bon đi đấy nè. Em ơi, cú xuống đi để cho anh quay nào. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ông Ngọc ra cánh. Vỗ lại, vỗ lại. Không còn lâu rồi. Bạch trắng thì ăn rồi. Cứ truyền cho là con chi nhớ. Ai đã kêu mình? Ui giời. Anh mất thích trong lại rồi à? Thôi anh bắt rồi. Bắt thiệt rồi, bắt một trận thôi, cho công bằng mỗi đội bắt một trận. Trận 5 xe làm kêu gì nữa. Thôi thôi. Úp cho bạn. Rửa ra, rửa ra. Ai? Chắc tỏa đội mình khỏe nhỉ, đúng không? Đội mình tập như thế này dần từ sang năm nay thôi. Năm ngoái cắt bớt bia sao năm nay sang là khỏe hẳn đấy. Trận đầu đá, trận trước đá 2 trận đúng không? Đá 3 trận. 3 đấy, hết 3. Tuần trước cơ mà. Tuần trước mình cũng đá đúng 2 trận. Đề nghị hai bình luận viên ngồi xuống cho anh tăng nghiệp cái. Sẵn anh thưởng cho nó bắt phở cái khác ngay. Chân chân. Chả bóng em ơi, chả bóng, chả bóng. Chả bóng đi, quả đấy là... Vẫn còn đấy. Nhìn này, tất cả nhìn Tiến làm việc này chứ bạn là vẫn đi tiến tới. Anh ngọc về. Vào vị trí của Hiền. Anh bắt trọng tài là anh cho thổi thẻ đấy. Tự chỉ bệnh. Đội bóng văn hóa là thổi bệnh. Đẻ mười đậu ăn mát ruột hơn nhá. Thôi đừng. Lấy bóng em ơi. Lấy. Cầm ơi. Thôi. Công chân đấy. Cho anh lên chiếc máy với anh em. Đấy. Kính đẩy lên, kính lên, lên hỗ trợ trên ạ. Hết bóng rồi, tài hết bóng. Đóng luôn. Anh ơi,
Em ơi để ý giờ cho anh xem mấy giờ đấy, không có nãy giờ bù giờ nhiều quá. Đấy mấy giờ? À đã 25 phút đấy. Mấy giờ rồi? 37. 37 đúng không? Với tính chất của trận đấu là hai đội không biết mệt, đá mệt. Nhìn tôi bây giờ không biết mệt, đá bao giờ ấy. Nhưng mà sân đến khoảng 7 giờ thôi. Ui, sân quá. Được, sân 11 là chết. Đã sân thẳng đấy. Tuấn đi nữa chạy 2 vào quanh sân nhá. 20 vòng mới được về. Cầm ơi, cầm ơi, 4 thằng cơ mà. Về em ơi, xong. Tuấn gọi kính vô hiếm. Mày rồi. Bắt luôn. Hai. Bóng lên. Ok em. Ông này kêu có hiểu đâu. Ôi, chán thật đi. Gọi bạn ơi. Tình cảm vào nó tới bánh rồi. Bạn ơi, vuốt lại tóc bạn ơi. Rối tóc. Cái này. Kính lên. Lên giữa kính ơi. Vướng tuần này không phải mất đường chiến tạo. Lùi lại em, tao đã lùi lại. Ngày nay là vớt bóng rồi mà. Ngày nay tôi lúc đi ra đường, đi lạc đường của tuần. Tuần hôm nay là sân khấu. Thật. Vô anh em đi. Úp lệch mà ngoài cho xuống. Không phải đá kiểu Marco Silva. Đi ra phải đi. Đưa anh em đi con đường gần như vậy. Vẫn kêu lên nhầm đường. Quá nhầm luôn.
Đụng mắc con đường đấy là con đường. Đi sao? Đi đường này thắng đi, đi đường này đi, đường này đây, vẹo đây. Nói là bài đăng tuần là thủ phủ đây mà cuối cùng là. Sao cơ? Cho đi đường chữ Z. Không phải mình chỉ vấp ở cái đoạn trong cái khu nhà đấy thôi. Còn riêng ra đường chạy phát một bon bon thẳng thẳng nơi đến nơi luôn. Nhưng mà sai đúng không? Sai là đúng đấy. Mà có sai không? Không sai, đường đấy là đường đúng. Nó là đoạn đường chuẩn đấy. Kính đâu? Kính ở dưới ở đây. Họ đá có bài là mình chuẩn nhanh cái là lúc ra biên đâu còn đợi dưới anh ngon đá này mình thấy rồi. Tối nay chắc là anh lấy ảnh cũ thôi. Anh em tình hình này thế là hơi khớp. Trời đã rét rồi. Nó phải lúc vừa mới đến chụp hình cái nó. Bọn em đến muộn quá. Nó dẫn sai lạc đường mất hết 30 phút. Chắc là hôm nay nó không đẹp. Rồi, bị trượt bóng. Ok ok. Virus Korea là virus gì? Korea. Đúng rồi, kính ở đấy là được rồi. Này mất là mất thời gian lại lại tìm bóng anh ạ. Thôi không sao em. Mình tập lên mà như là cũng ấy. Tối anh lấy anh cũ anh gửi vô ban tổ chức. Sao em? Ôi trời ơi. Không, anh coi tư liệu thôi. Cái lùi đó mà bàn đá còn mãi thôi không thấy được. Đá luôn. Đúng rồi. Đấy vào đây. Chỉ các U23 có chút này nữa thôi. Tài chưa thổi thôi, đá tiếp đi. Chờ lại một nhìn thôi là thôi. Đi. Mất đi. Chậm lại anh ơi. Không qua. Cút. Sao anh to. Tuấn ơi. Lên theo người thôi. Mày lại bỏ la vào kính nhà. Lao kính gì? Vỡ đấy. Nó bỏ manh. Lũng kìa, lũng đồng hoàng kìa, lũng đồng hoàng kìa. Anh Lý ơi, chuyển sang đồng hoàng hết thôi. Đi đè được. Bên kia còn sức nóng quá. Vì thế nào, vì thế nào con sao anh quay được cái Hùng nhá. Tôi anh không cùng chúc anh ơi. Ok em làm lại không vấn đề. Chuyển những cái
Ôi dồi ôi, Linh bắn còn đấy mà. Anh bảo mày ăn ít thôi mà mày cứ ăn như thế này thì. Đó, mình nhớ anh để phí ra làm để... gì đâu. Báo sao? Đá nó phải đá được đó nhá. Bây giờ thích cả người chứ, chạy thì thích cả người. Anh ơi, 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 anh chưa chưa lên chưa xét kèo à? Ừ. Cũng đám đội rắn lắm đấy, có thể là ba miền. Đau ấy, gọi đau ấy, đau cứ xin đau ấy. Vào đi, vào đi, vào đi. Bắt tay bắt chân đi. Ôm nhau cái. Đúng bóng, đúng bóng, đừng đá miết thế. Hỏng nó đấy, về ngủ đi đúng corona. Ngủ gì, tan tối đâu. Bác Ngọc cầm máy quay em cái. Quay tí để em uống ngậm nước. Tính có phấn đá bắt quay đâu. Giữ lấy cái này mới cung. Tu 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 tu. Có 19 ra rồi. Hả? 19. Chuyển rơi, chuyển rơi. Em đá mà thôi. Em quên đi. Đá mà thôi. Thế giờ rồi. Tay cứ đưa ngay cầm người ta chịu luôn. Giờ phải đứng lại chờ đợi để anh em đá căng thẳng. Mình vào đội bàn đội rún. Anh vào bàn đội bàn rún là bài tải. Vô lên là quá, vô lên. Sao? Đi đi đi. Tốt. Ôi, bên tay, bên đỏ kìa, bên đỏ kìa. Bên tay kìa. Anh em ơi, mất hết cái kính ạ. Nào, nào. Ôi con. Con. Học tiếng Việt. Điểm rơi anh ơi, điểm rơi. Sút.
Từ đây anh. Dọc luôn, dọc luôn, dọc luôn. Phải chưa? Mày ơi! Chí hùng ấy. Còn một phút nữa. Hả? Còn một phút nữa. Đá luôn. Hùng cóng mắt rồi. Đá. Cho em đá. Đó đang ngò đá. Đá thông được không? Không, cho nó tính. Em chơi không có bóng luôn. Thấy báo, không sao em, đã tập mà. Tối về xem lại biết mình đá như thế nào, lo gì. Nó đẩy em nhưng mà em không dám ngã bởi vì là giá giá hữu ấy, ngã chẳng thủ đấy. Nó đẩy em mà. Lính mày đào về đi, mày đào trên đào đây. Chơi này, chơi luôn. Đứng ra, đứng ra, đứng ra, đứng ra. Hỗ trợ đang dưới tung ra. Đây này. Thấy nhá. Đã thoáng bóng ra. Đây là mà không sửa nhanh mà vào giải đá như này luôn đấy. Hả? Không sửa nhanh mà vào giải cứ kiểu đá bó như thế này mới nhiều một đầu. Thiếu một người đá rưỡi không? Không thổi à? Không thổi luôn. Tao xin mày. Mệt lắm rồi. Bạn ơi. Bắt được sao bây giờ rồi? Mình thua quá. Gần hết rồi. Mấy phút nữa thôi. Tính lại. Em chưa đi giày. Hay lắm anh ơi. Giày đó, giày đó. Cần đứng tặng vào. Đây. Em móc bóng vừa móc bóng tên gì nhỉ? Có giày khác cho em thay không? Ôi còn mấy phút nữa thì để anh đấy luôn. Gà đây, cho bạn. Gà ra biên. Không để lên cao quá đâu, em về bắt người đi. Em về bắt người đi.
Chưa có lấy chưa? Chưa có anh Dương. Có tay. Em ra thay giày đi. Giày chưa? Có tay. Vào thay. Có giày khác không? Về đuổi đi. Không. Giày đấy không ra được. Xuống. Mượn vé anh nhỏ. Đá đi. Nhiều. Anh có đi giày không? Đỡ lên. Bắn lên đi. Gọi là dưới. Đây. Tấn kia. Rồi. Bình đây. Phút. Thay người anh ơi. Tỉnh ra. Nó kính anh ra. Nó không làm cái giữa anh. Anh người. Tiến. Có tay. Anh Linh ơi, ra nghỉ một tí. Em thay đúng vị trí anh Linh. Đang tí cần đã. Kính nó vẫn đang giữa cho thấy. Bây giờ mình thắng rồi. Nghe còi này. Chắc rồi, đây em ơi. Để cánh đi. Để biên đi. Phen. Chết đi. Bia. Hoàng ra cái mất tiền đạo. Không tiền đạo cắn mình kìa. Để ông Hùng lên làm tường rồi. Không sao thì nay đánh nhiều. Để sức dần luyện đến dạy nhé. Dạy về, cứ chạy thẳng về, cứ chạy thẳng về thôi. Rồi ok, xong rồi. Đi ra một bên, đi ra bên kia. Không sao, lỗi. Chiếu một người em... Chết rồi. Em ơi chuyển nhanh lên. Hay rồi, đá đây, không có gì đâu. Có gì đây, đá tâm đầu sao đâu, đá đây. Sao? Đá đi. Đá mới chắc gì. Không cần lên cao đâu, cứ dình thôi. Không được đuổi, bia thôi. Lấy bia đừng bóng về, ép. Vậy. Cánh đi, Trần ơi. Cường anh em số 10 ra nha, rút đây. Mấy giờ rồi? Cho quả cúi đi anh em ơi, cho quả cúi đi, để con dọn đồ đấy.